Uh, xin chào uh, tất cả anh chị và các bạn nội dung uh, buổi hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục uh, chia sẻ về uh, việc uh, xây dựng uh, web thương mại điện tử và SEO cơ bản uh, bài này thì uh, sẽ thiên về việc là liên kết hoạch nội dung cho cái việc là chuẩn bị thiết kế web tức uh, là trước khi mà thiết kế web thì chúng ta sẽ phải uh, chuẩn bị tòa toàn bộ cái uh, nội dung uh, câu chữ cũng như là các cái uh, thẻ Meta vân vân để chuẩn bị là là, là khi mà cốt xong web ấy. Là đồng thời cái page nó cũng sẽ được tối ưu về mặt on page uh, on, on page seo Đấy. Thì đỡ chúng ta đỡ phải sửa lại nhiều nữa nhá rồi thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào uh, chi tiết ha thì cái logic của chúng ta là gì logic của chúng ta là như hôm trước là chúng ta đã nghiên cứu uh, nghiên cứu uh, khách hàng nghiên cứu đối thủ Đấy. nghiên cứu khách hàng nghiên cứu đối thủ và sau đó là uh, lên cái cấu trúc chung của website các menu hành trình khách hàng vân vân và bây giờ là chúng ta bắt đầu là cái việc cấu trúc xong có các page rồi, đúng không? có các cái page rồi. danh sách các page rồi thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao để tối ưu được cái nội dung trên các page Đấy, và lên cái số lượng KPI cho nhân sự triển khai Đấy, như vậy là cái cái mục này với cái mục này là bắt đầu là cụ thể hóa ra các cái cái nội dung và mặt design của các page để chuẩn bị là chúng ta sẽ là là, là sẽ làm web, code web nhé, yeah. ok rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết ha. Đấy thì chúng ta sẽ có một cái mục ở trong này các bạn này, trong cái phần dự án này thì cái phần cái file dự án này là mình đã gửi cho các bạn rồi ha, ở dưới phần video mô tả video. Thì chúng ta có các cái logic về plan này. Đấy, logic về research thì hôm trước buổi hôm trước là chúng ta đã research rất nhiều nhiều rồi, đúng không? Đấy. Và trong tiếp theo là có cái content. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái thư mục content này. Đấy, thì trong này nó sẽ có một cái plan. Đấy, bao gồm là KPI và phần tham tham lai triển khai là, là Theo KPI á Thì uh, uh, dự tính Là sẽ sản xuất khoảng uh, Trong 3 tháng là làm khoảng Ít nhất là khoảng 1035 page Post Bao gồm là các page là về công ty Về giới thiệu, về liên hệ Về danh mục sản phẩm, về các sản phẩm Về cái hướng dẫn mua hàng, bán hàng Vân vân, thanh toán vân vân Để làm sao để đảm bảo được một cái cái page gọi là 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 một cái web gọi là về thương mại điện tử ấy mà nó đầy đủ thì trong đó là các cái page về sản phẩm hay là những cái page về hướng dẫn hay giới thiệu vân vân trang chủ thì chúng ta sẽ ưu tiên trước Đấy, thì nó cũng sẽ có khoảng là là là, là hơn 10 page như vậy này nó cấu trúc nó cũng giống nhau thôi nó không có khác biệt lắm đâu ví dụ danh một sản phẩm thì cái cấu trúc của website là giống nhau nó chỉ khác nội dung thôi thì do vậy là chúng ta có thể triển khai nội dung là chậm hơn một chút Ừ, nhưng mà cái cấu trúc là phải triển khai trước để bên lập trình người ta làm đấy người ta design Rồi thì chúng ta sẽ lên cái như thế này ha là mình dự tính là có khoảng 3 nhân sự là sẽ triển khai cho mình chẳng hạn cái này thì tùy ha có thể là các bạn ít nhân sự hơn thì sẽ rải cái thời gian chậm hơn đấy và nhân lên là mỗi người là sẽ phải tạo ra khoảng 5 cái nội dung một ngày và trong một tháng nhân lại hai năm thì nó sẽ lên tương tự như thế này và nhân 3 tháng thì nó sẽ lên tổng như thế này đấy, thì đấy là cái kpi rồi sau đó là mình sẽ chia ra các page. cái danh sách các page là buổi hôm trước là chúng ta đã đã đã, đã lên rồi, đấy. đấy gọi là danh sách các page đang bàn, ta lên lên rồi thì bây giờ chúng ta sẽ triển khai từng không? thì từng page này này ai làm và trạng thái đang làm là gì, làm xong chưa hay là đang làm, đấy rồi là cái thời gian mà dự kiến triển khai là là thời gian nào, ví dụ như là những cái trang về giới thiệu là mình để một cái tuần đầu tiên chẳng hạn bắt đầu sang cái trang danh mục là mình để sang cái tuần thứ hai chẳng hạn và những trang sản phẩm là để sang tuần thứ tư chẳng hạn đấy Nên tức là trong khoảng là là, là, là một hai tháng gì đấy là xong tất cả các page này chẳng hạn thì mình sẽ lên cái timeline này cái này thì tùy theo cái cái cái, cái, cái nhân người nhân sự của các bạn có thể đảm nhận được như thế nào ha đông càng đông thì làm càng nhanh ít thì phải rải ra đồng thời là đây đang đi theo tuần thì các bạn có thể đi theo ngày chẳng hạn đó thì cái đây là tùy vào cái cái phân bổ của các bạn đó nhưng mà để có được cái này ha là chúng ta phải có danh sách page này tức là chúng ta phải thống kê ra là các cái page ở trên trang web ha đồng thời là trong các page thì nó phải link ra là cái page ấy sẽ cần sáng tạo nội dung gì đó. thì ở đây là ví dụ như là chúng ta cần tối ưu cái trang chủ không chuẩn bị nội dung cho trang chủ đấy thì nó sẽ có page là home, đấy, mục lục nó sẽ link đến các trang này ha thì cái người sáng tạo nội dung ấy người ta sẽ phải điền đầy đủ cái nội dung trên này này ví dụ như cái tiêu đề meta thay uh, title mà ẩn ở trong uh, code web ấy khi làm sao thì chúng ta sẽ có cái này à, thì sẽ cần viết cái kiểu gì chẳng hạn ví dụ ở trang chủ là chúng ta có thể để là đại lý đồng bán đồng hồ số 1 việt nam chẳng hạn đấy. đấy là bắt đầu là description vân vân hết định vân vân là chúng ta sẽ phải viết đầy đủ và ở trong này nó có một cái checklist ha nó có một cái checklist hướng dẫn này là title thì viết như thế nào đấy, description thì viết như thế nào vân vân đó thì là các bạn có thể đọc thêm ha nó tương tự là các page khác nó như vậy đấy và mỗi ngày là ít nhất là các bạn phải hoàn thiện được 5 cái năm cái nội dung các page như thế này để chúng ta chuẩn bị trước thì cái này chúng ta sẽ gửi chúng ta sẽ hoàn thiện nhé chúng ta sẽ hoàn thiện cái này này cùng với lại chúng ta sẽ làm cái bản design này này và chúng ta sẽ gửi cái bản mô tả này chúng ta sẽ gửi cái bản mô tả này sang bên lập trình ấy để cho người ta design để cho người ta làm web này này cắt cắt cái web này này thế thì cái phần đấy nó nằm ở đâu là khi trước khi mà chúng ta gửi sang bên lập trình là chúng ta sẽ có một cái gọi là cái document requirement này à, ví dụ như là trang chủ thì nên là làm kiểu gì Đấy không thì trong này nó sẽ có mô tả hết các bạn nhé, nó sẽ có mô tả hết này. À, ví dụ này là url là gì này ví dụ trang chủ ha Đấy, trang chủ này thì nó sẽ link với lại cái trang chủ của chúng ta ở đây ha Đấy, nội dung là chúng ta sẽ chuẩn bị là thái thổ là gì description là gì hình ảnh như nào và cái 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 uh, mockup là gì vân vân đó là chúng ta sẽ phải cần chuẩn bị hết thì bên lập trình người ta mới mới cắt mới cốt lại làm sao để cho nó có giao diện và phù hợp với lại nội dung này thì chúng ta làm một cách logic như thế này á thì cái 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 đầu ra của cái web chúng ta ấy, nó rất là ngon nó tối ưu SEO gì rất là cao rồi đấy chứ không phải là chúng ta làm cốt xong rồi sau đó chúng ta sửa thì nó sẽ bị hai cái mà nó sẽ có vấn đề vấn đề thứ nhất là chúng ta không có research không đi từ nghiên cứu khách hàng đối thủ vân vân không rút uh, từ những cái điểm đỉnh vị của chúng ta thì chúng ta đưa ra những cái gọi là nó nó sẽ không tối ưu đấy về mặt bán hàng nó không tối ưu và như vậy là sau đó thì nó sẽ dẫn đến cái thứ hai là chúng ta sẽ sửa rất nhiều là mệt đấy thì do vậy mà bản chất là nó phải có một cái logic từ đầu đến cuối như vậy là nó sẽ tạo ra một cái web à, hay cái phần mềm mà nó tiêu chuẩn chất lượng nó rất chi là cao đấy thì đây là cái logic của nó ha Nên trong này là đây là một cái bố cục ha một cái framework để cho các bạn có thể là sử dụng mà mà làm cho nó khoa học Đấy, còn tất nhiên là trong cái nội dung chuỗi video của chúng ta thì mình mình sẽ không đi đề cập quá sâu quá sâu về cái việc là heading là cái gì chẳng hạn thì cái phần này nó thuộc phần phạm trù là của SEO Đấy, của SEO thì đến cái phần SEO là mình sẽ hướng dẫn sâu hơn ha Đấy, còn chỗ này là mình đang hướng dẫn một cái plan một cái kế hoạch làm sao để cái logic để cho các bạn có thể làm được việc Đấy, ok Đấy, thì ví dụ như phần homepage này thì nó cũng link với lại cái phần là nghiên cứu keyword của cái từ khóa thương hiệu yeah. Đấy. Đấy, rồi, rồi là cái danh mục là đồng hồ chẳng hạn thì nó cũng tương tự như kiểu cái các cái page các cái page của homepage bên này Đấy. cũng tương tự như ở đây thì cái phần danh mục này là nó thiên về các cái danh mục sản phẩm Đấy. thì nó cũng đi vào từng page Đấy. đi vào từng page Đấy. ví dụ như là các checklist này tối ưu seo ví dụ nó sang page đồng hồ chẳng hạn thì cái danh mục sản phẩm đồng hồ này, này thì nó có cái gì thì nó cũng có tiêu đề nó có description À, nó có heading vào thì bạn chất là chúng ta phải chuẩn bị hết những cái này. À, để 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 ấy ha, để túi SEO để không phải sửa. Và đồng thời nó cũng sẽ có link keyword thì link keyword đấy nằm ở đâu? À, là chính là cái phần research của chúng ta các bạn này. Nha, yeah, trước là chúng ta đã research đúng không? Thì bây giờ thì cái link này này chính là link keyword. Đấy, link keyword thì chúng ta link như thế này thì nó chúng ta sẽ thấy một cái logic. À, một cái logic từ trên xuống dưới là từ chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu nó cấu trúc lên KPI đó. một cách vô cùng logic thì cái chất lượng website đầu ra là nó rất là cao đấy thế thì bản chất là chúng ta sẽ viết cái cái tiêu đề website làm sao để cho phù hợp với là cái việc là chúng ta đang nghiên cứu từ khóa ở đây được chưa đấy, đấy. Nên mình sẽ click vào cái này ha à, nghiên cứu từ khóa này đấy. thì bạn chất là khi mà chúng ta research keyword là chúng ta sẽ phải chỉ ra là từ khóa chính của chúng ta cần seo là gì này ví dụ như là chúng ta sale cái từ đồng hồ là đồng hồ chính hãng Yeah, vào cái danh mục là, là, là danh mục sản phẩm là đồng hồ. Đấy đồng thời là chúng ta cũng phải biết là những cái từ khóa ngữ nghĩa đúng không? Từ khóa ngữ nghĩa mà bổ bổ trợ cho cái việc là chúng ta đang bán đồng hồ là gì? Là bắt đầu chúng ta sẽ liệt kê ra là là đồng hồ thông minh, đồng hồ Casio vân vân. Cái này chính là những cái từ khóa mà cốt lõi để mô tả ra một cái dịch vụ bán hàng nhé. Đó. đồng thời là những cái từ khóa ẩn những cái cái mà khách hàng quan tâm khách hàng hỏi đáp thì là gì Đấy, thì những cái này nó cũng thuộc phạm trù là SEO ha. Thì bản chất là tóm lại đây là một cái Facebook để các bạn tối ưu hết những cái này này. Đấy. Thì cái đầu ra của các bạn là một cái web page Nó hầu như nó rất, rất nhiều tối ưu. Rồi còn cái danh sách từ khóa thì như hôm trước là là chúng ta đã research đúng không? research là ví dụ research cái từ khóa chính là đồng hồ này. Thì nó sẽ sâu ra một loạt các từ khác. Từ khóa khác mà chúng ta thích nốt những cái này này. Để chúng ta biết được là khách hàng đang quan tâm cái gì. Đấy mục đích là gì? Đúng không? Mục đích là gì? Thì mục đích là để cho chúng ta cấu trúc À, chúng ta tạo ra một cái web mà có nội dung cũng như là design nó phù hợp với là những cái khách hàng quan tâm. Dạ ví dụ như khách hàng xuất từ đồng hồ và vào web chúng ta về danh mục đồng hồ, thì người ta sẽ rất quan tâm đến cái này, rất quan tâm đến cái này. Đó và như hôm trước là cái cấu trúc website là chúng ta thêm cái bộ lọc, ấy. bộ lọc đầy đủ các cái tính năng như thế này để cho khách hàng lựa chọn thì nó rất tối ưu và khách hàng rất thích như cái đấy. Đó, thì cái web thương mại điện tử là chúng ta phải tối ưu được như cái đấy. Đó, rồi, thì uh, <laughs> <laughs> nghiên cứu từ khóa này. À, sau đó là chúng ta phải phân tích cạnh tranh ha. Là ví dụ như chúng ta xuất cái từ đồng hồ nam chẳng hạn thì đối thủ A của chúng ta là gì? Đối thủ B là gì? Thì chúng ta sẽ phân tích à, phân tích bằng cái việc là nó có meta description như thế nào, Đá tối ưu chưa. Đấy. Thì cái này phân tích như thế nào? không? À, thì trong SEO á, nó có một cái checklist, này nó có một checklist này. Yeah. Meta description phải đảm bảo cái tiêu chuẩn gì này. Đúng à, không? Title đảm bảo tiêu chuẩn gì này, heading như thế nào này, vân vân. không? À, thì cái việc chỉ xuất keyword không? À, và phân tích cạnh tranh các đối thủ trong một cái từ khóa đồng hồ nam ấy nó cũng đi theo như vậy và các bạn tôi check và các bạn tôi yêu là, là được thì cái này cũng cũng có một cái video ha có một cái video phân tích về cái này thì mình sẽ để video ở dưới là, mô tả vị uh, của video này để cho các bạn xem ha Hả? tương tự là những cái thông tin này là chúng ta cũng phải research hết để biết được là cái sự cạnh tranh trong cái, cái ngành thuộc cái từ có cái từ khóa này này là họ đang cạnh tranh như thế nào đang tối ưu sell kiểu gì để chúng ta chuẩn bị trước để có một cái định hướng là chuẩn Ví dụ như là đối thủ tối ưu gọi là on page nội dung rất là tốt rồi, không có một cái ngách nào cả. Thế thì chúng ta sẽ phải làm thế nào để để để, để cạnh tranh lại cái đấy, khác biệt hóa cái đấy, chuyển trên mặt nội dung và design chẳng hạn. Đúng không? Đó. Thì nó sẽ logic lại với lại cái à, cái content này của chúng ta và các bạn sáng tạo nội dung đó, các bạn sẽ từ từ tối ưu theo cái này nhá. Yeah. <laughs> đấy, từ tối ưu hết theo cái này. Để cho chúng ta gọi là đi ra được cái cái kết quả là sẽ 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 rửa trên cái cái nội dung này này để tạo ra cái giao diện Đó, giao diện mà mà, mà mẫu ấy nhé yeah. frame hoặc là móc ok thì thì về cái gọi là lên KPI KPI và xây kế hoạch nội dung là như vậy Đó. nó sẽ đầy đủ như vậy ha và nó link với nhau như vậy thì các bạn sẽ sẽ biết cách là là, là sử dụng thôi thì tất nhiên là trong này là mình cung cấp cái framework này rồi ha thì các bạn Uh, xem cái này kỹ ha để tạo ra một cái logic. Đấy, tất nhiên là có thể là nhiều bạn là uh, sẽ bỏ qua những cái này, uh, sẽ bỏ qua những cái này. Nhưng mà sau này các bạn mà quản lý thiết kế website phần mềm thì các bạn sử dụng lại ha. Đấy, còn tất nhiên là trong cái cái cái, cái, cái uh, chuỗi video của chúng ta thì chúng ta sẽ đề cập đến một số cái quan trọng là ví dụ như là nghiên cứu xong, có định hướng xong thì bắt đầu là chúng ta lên giao diện rồi chúng ta code, chúng ta code trên WordPress luôn, uh, kéo thả lên WordPress làm sao để tạo ra cái cái, cái web luôn để sử dụng nhanh. Đấy thì mình cũng cố gắng là đẩy nhanh cái tiến độ video này để cho các bạn có thể tham khảo để làm những cái này để vào việc luôn đó. Còn tất nhiên là mình cũng sẽ đi theo logic để cho các bạn biết được là thiết kế web như thế nào để đảm bảo được chất lượng nhé. Yeah. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn các bạn vào video tiếp theo.